Chào mừng bạn đến với podcast The Cosmic Writer. Đây là nơi mình chia sẻ những chủ đề về cuộc sống thông qua những góc nhìn của tâm lý học, xã hội học, triết học và nghệ thuật. Podcast được host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của The Cosmic Writer. Vậy là chúng ta đã bước sang năm 2022. Một năm cũ đã trôi qua với rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ là thời điểm để chúng ta hướng về phía trước và đón chào năm mới. Mình rất hy vọng rằng mọi người sẽ nuôi dưỡng được một cái nguồn cảm hứng để có thể viết tiếp cái câu chuyện cuộc đời mình trong năm 2022 với thật nhiều sức khỏe, niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc. Và với một năm mới đang đến gần, mình tin chắc rồi mọi người cũng sẽ sớm gửi cho nhau những lời chúc Tết. Tuy nhiên thì mình là một cái người hay thích vặn vẹo, nên là mình sẽ đặt ra cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại thường hay chúc nhau hạnh phúc? Hạnh phúc thật sự là gì? Trong tập podcast ngày hôm nay, bạn sẽ cùng với mình bàn luận về sự hạnh phúc. Một khái niệm mà ai cũng biết đến, nhưng mà không phải ai cũng có thể miêu tả được nó một cách rõ ràng. Một khái niệm ta nghe thấy rất nhiều, nhưng mà lại ít khi dành ra thời gian để đặt câu hỏi về nó. Cụ thể hơn ấy, mình sẽ nói tới hạnh phúc trong góc nhìn của tâm lý học. Hạnh phúc là gì? Làm sao để đo lường hạnh phúc? Và điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Đây là những câu hỏi rất quan trọng mà những nhà nghiên cứu đang nỗ lực đi tìm lời giải. Tuy nhiên, những nội dung được mình khai thác trong tập podcast sau đây sẽ chỉ là những tóm lược mang tính khái quát chung nhất về cái hành trình khám phá của khoa học, và nó sẽ được diễn giải bằng lời của mình. Bên cạnh đó là một chút mối liên hệ với triết học. Ở vai trò của một người làm nội dung thì mục tiêu của mình là cô đọng kiến thức và truyền tải đến mọi người một cái cách dễ hiểu. Tất nhiên là trên một cái tinh thần cởi mở như là trong một cái cuộc trò chuyện thôi, chứ không phải là một tài liệu nghiên cứu chuyên ngành. Khi quyết định thực hiện cái nội dung tập podcast lần này về chủ đề hạnh phúc, thì mình nghĩ ngay đến một cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những lời này, Bác Hồ đã trích dẫn nguyên văn từ bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Nó không chỉ đúng với mình ở thời điểm hiện tại, mà còn đúng với những người ở phía bên kia của trái đất, những người đã sống từ 250 năm trước. Thậm chí nếu như chúng ta nhìn xa hơn về quá khứ, thì kể từ khi cái nền văn minh loài người phát minh ra chữ viết để có thể lưu truyền lại cho hậu thế những kinh nghiệm sống của họ, thì khái niệm về hạnh phúc, cái hình bóng của nó có thể thấy trong mọi nền triết học, trong mọi nền tôn giáo. Vậy có nghĩa là dù bạn là ai, bạn sinh ra ở đâu và vào cái thời điểm nào, thì hạnh phúc luôn là một cái trạng thái lý tưởng mà bạn hướng đến, là cái động cơ thôi thúc đằng sau những quyết định mà bạn lựa chọn trong cuộc đời. Chỉ là mỗi người sẽ tìm đến nó bằng những con đường khác nhau. Việc mưu cầu hạnh phúc do đó là một cái thứ quyền lợi, hay thậm chí là một cái mệnh lệnh mà mỗi chúng ta được tạo hóa ban cho. Dù ta có định nghĩa nó như thế nào, thì con người vẫn luôn hướng đến hạnh phúc. Vũ trụ đã tạo ra chúng ta như vậy rồi. Với cái tính phổ quát của hạnh phúc thì nó được Liên Hợp Quốc chấp nhận như là một tiêu chí để định hướng cho những cái chính sách cộng đồng. Ví dụ như là với cái báo cáo hạnh phúc thế giới trên trang worldhappiness.report, một cái báo cáo được thực hiện hàng năm để đánh giá chất lượng cuộc sống của các quốc gia. Để đo lường mức độ hạnh phúc thì họ sử dụng những cái thước đo trên bình diện quốc gia, tức là một cái góc độ xã hội mang tính vĩ mô, bao gồm cả những cái tiêu chí như là GDP đầu người này, phúc lợi xã hội này, hay là tuổi thọ trung bình. Vậy nên mà mặc dù nó phác họa được cái bức tranh toàn cảnh của thế giới, nhưng mà nó lại không phản ánh được những cái khía cạnh gần gũi và chân thực hơn của sự hạnh phúc trong đời sống của mỗi cá nhân. Vậy thì khi nói đến sự hạnh phúc thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến điều gì? Bạn hãy thử quan sát và cảm nhận từ bên trong mình xem, đối với bạn ấy thì hạnh phúc là gì? Có người sẽ định nghĩa về hạnh phúc như là có một gia đình êm ấm với những bữa cơm thân mật, là giúp đỡ được thật là nhiều người, lan tỏa được lòng tốt đến với cộng đồng, là có thật nhiều trải nghiệm, khám phá được nhiều nơi, hiện thực hóa được những tiềm năng của mình, tạo ra được những dấu ấn, hay chỉ đơn giản là cảm thấy yêu thích cái công việc mình làm. Hoặc như là khi mà bạn tra cái từ happiness trên Google Image, thì cũng sẽ thấy là cái kết quả là hình ảnh của những khuôn mặt đang cười vui rạng rỡ.
tất cả những cái khuôn mặt đấy đều đang cố gắng truyền tải cho chúng ta cùng một thông điệp. Ở một cái góc nhìn cơ bản nhất thì niềm hạnh phúc thật sự ấy, theo mình là cái trải nghiệm tâm lý, là cái nguồn năng lượng tích cực đằng sau những cái cặp mắt long lanh và những nụ cười vui sướng. Nói cách khác, hạnh phúc ấy là một trạng thái tinh thần. Nó là một cái thứ cảm xúc bậc cao xuất hiện trong cái không gian nhận thức của chúng ta. Nó mang đến cho chúng ta cái cảm nhận về một cuộc sống đầy ý nghĩa, thỏa nguyện, đức hạnh và phước lành. Hạnh phúc của bạn là cái cảm giác hạnh phúc chỉ riêng mình bạn trải nghiệm. Không ai có thể trải nghiệm thay bạn, hay thậm chí là trải nghiệm hoàn toàn giống bạn. Nó được phủ lên một cái lớp sơn, một cái sắc màu của riêng tâm hồn bạn. Trong tâm lý học, cảm nhận về hạnh phúc cũng được cô đọng bằng một cái khái niệm vượt lên trên cả happiness. Đó là khái niệm subjective well-being. Có thể được dịch là cái cảm nhận chủ quan về sự tồn tại tốt đẹp của riêng bản thân mình. Thế nhưng ý, trước khi để nói về sự hạnh phúc dưới góc độ của khoa học, thì không thể không nhắc đến những cái viên gạch đầu tiên đã xây nên cái nền móng của nó, và nó bắt nguồn từ nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Đó là một cái quan niệm đã đứng vững suốt hơn 2.000 năm lịch sử trong cái kho tàng tri thức của loài người, và nó được định nghĩa bởi triết gia Aristotle, một trong những cái khối óc thiên tài của nền văn minh nhân loại thời kỳ sơ khởi. Khái niệm về hạnh phúc đó được Aristotle gọi là eudaimonia. Trong tiếng Hy Lạp ấy, thì eudaimonia mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Nó mang hàm ý nói đến cái trải nghiệm hạnh phúc cá nhân, nhưng mà lại không hẳn là một cái mục đích để đạt được, mà nó là một cái quá trình liên tục hướng đến cái tốt hơn. Một tiến trình để hiện thực hóa những tiềm năng của bản thân, để chui rèn những cái tài đức phẩm hạnh, và để sống một cái cuộc đời ý nghĩa như cái cách mà chúng ta xứng đáng được sống. Cái khái niệm này nó cũng tương đối là trừu tượng và có thể được diễn giải bằng nhiều cách, nhưng mà đây là định nghĩa được mình dịch lại từ lời của hai nhà tâm lý là Edward Deci và Richard Ryan. Eudaimonia cũng được xem như là chân lý cao thượng nhất trong hệ thống triết học thực hành của những người theo trường phái khắc kỷ. Để hướng đến nó, con người phải sẵn sàng chấp nhận khổ hạnh như là một phần của cuộc hành trình. Thế nhưng mà eudaimonia không phải là cái cách duy nhất người Hy Lạp định nghĩa về hạnh phúc. Bên cạnh đó còn có hedonia. Hedonia có ý nói đến sự khoái lạc, vui sướng, ngọt ngào và dễ chịu. Nó là cảm giác thích thú khi ở bên cạnh người mình yêu, là sự say mê khi mà bạn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, khi lắng nghe một bản nhạc hay, khi tận hưởng một bữa ăn ngon, hay là khi nhâm nhi một ly rượu ngọt. Trong trường phái triết học Epicurean của Hy Lạp, trải nghiệm của hedonia ở một cái mức độ cân bằng và điều độ chính là chìa khóa cho một cái cuộc sống hạnh phúc lý tưởng. Thế nhưng mà ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng là tự bản thân cái khái niệm hedonia nó lại thiếu đi ý nghĩa hay là mục đích. Nó là một cái sự vui thú nhưng mà lại trống rỗng, nhanh đến nhưng mà lại nhanh đi. Tuy nhiên thì mặc dù với cái gốc rễ sâu xa như vậy trong triết học, nhưng khái niệm về hạnh phúc lại không được giới tâm lý quan tâm. Ít nhất là trong cái thời kỳ đầu của tâm lý học, với những trường phái phân tâm học như là của Sigmund Freud, thì trọng tâm của nghiên cứu ấy lại thường được đặt vào những cái xu hướng tính dục bản năng hay là những cái vấn đề bệnh lý có phần nào đó u tối. Ý niệm về một cái ngành khoa học của hạnh phúc được đặt những cái nền móng đầu tiên vào khoảng giữa thập niên 40 bởi trường phái tâm lý học Nhân Bản, được gọi là Humanistic Psychology. Vào thời điểm đấy thì có một nhà tâm lý người Mỹ tên là Abraham Maslow đã đặt ra một cái giả thuyết rằng là việc chúng ta được hiện thực hóa bản thân mình, hay còn gọi là self-actualization, nó là cái lý tưởng sâu xa nhất, đỉnh cao nhất trong cái tháp nhu cầu của con người mà ông tạo ra. Một cái giả thuyết mà ngày nay chúng ta vẫn thường được biết đến với cái tên gọi là tháp nhu cầu Maslow, hay Maslow's Hierarchy of Needs. Mãi cho tới khoảng thập niên 90, thì những cái quan niệm này nó mới dần được phát triển và được đưa vào nghiên cứu bởi một người tiên phong là tiến sĩ Martin Seligman. Martin Seligman là người đã sáng lập nên cái trường phái Positive Psychology, hay tâm lý học tích cực. Đây là một cái nhánh phát triển mới của tâm lý học hiện đại. Vậy thì tâm lý học tích cực là gì? Nó có khác biệt như thế nào với những cái nhánh tâm lý học khác? Trái với những cái hiểu lầm phổ biến ấy, tâm lý học tích cực không phải là nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng hay là truyền bá sự lạc quan độc hại, mà nó là một bộ môn khoa học nghiên cứu những cái cơ chế vận hành của tâm lý con người bằng những phương pháp thực nghiệm nghiêm ngặt, và nó làm cái việc này nhằm mục đích giúp cho con người hạnh phúc hơn. Đây là cái mục tiêu mà tiến sĩ Seligman đã đặt ra cho tâm lý học, khi ông nhận thấy là cái lĩnh vực này từ xưa đến nay hầu như là chỉ tập trung vào nghiên cứu những cái mặt tối của nhận thức. Trong khi đó thì tâm lý học lại không tạo ra nhiều giá trị tích cực cho những cái người khỏe mạnh trong cuộc sống thường ngày.
ông muốn tâm lý học không chỉ giúp con người đi từ cực âm đến trạng thái cân bằng, mà còn đi từ trạng thái cân bằng lên đến cực dương, một trạng thái tối ưu của nhận thức, nơi mỗi người được trải nghiệm cuộc sống một cái cách ngập tràn hạnh phúc, thăng hoa và hưng thịnh. Một cái trải nghiệm mà Seligman gọi là flourishing. Với cái hướng tiếp cận này thì những cái khám phá của tâm lý học sẽ có thể được mở rộng hơn đến với nhiều người. Tâm lý học không còn chỉ là để chữa bệnh cho những cái vấn đề tâm lý như là định kiến mà nhiều người vẫn có, mà nó còn là một cái phương pháp để con người có thể duy trì và nuôi dưỡng được một cái trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Vậy thì với một cái bộ môn khoa học như là tâm lý học tích cực thì những nhà nghiên cứu nói gì về hạnh phúc? Đối với họ thì hạnh phúc là như thế nào? Sau một thời gian tìm hiểu về chủ đề này thì mình nhận thấy là nó tạo ra cho mình rất là nhiều những cái sự thay đổi tích cực, nhất là lên cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống. Vậy nên là mình quyết định sẽ chia sẻ những kiến thức này đến được với nhiều người hơn. Mình hy vọng rằng là nó cũng giúp được mọi người như là cái cách mà nó đã giúp mình. Sau đây là những ý chính mà mình tóm tắt lại từ trang chủ của Positive Psychology. Để hiểu một cách khái quát cái góc nhìn của tâm lý học ấy, thì cái khái niệm về hạnh phúc, về cái subjective well-being của con người, một cái nhìn toàn vẹn về nó sẽ cần phải bao gồm cả eudaimonia và hedonia, hai cái ý niệm khác nhau về sự hạnh phúc mà mình vừa mới nói tới lúc trước. Hóa ra ấy, eudaimonia và hedonia không nhất thiết phải là trái ngược và tương phản lẫn nhau như là cái cảm nhận ban đầu của mình về nó. Chúng ta không phải lựa chọn một trong hai một cách trắng đen tuyệt đối, mà để lý tưởng nhất ấy, thì ta cần phải tìm cách để dung hòa được nó, cần phải tìm được cho mình cái khoảng giao nhau giữa hai vòng tròn này. Chính cái sự đồng nhất giữa hai quan điểm này, nó sẽ khiến cho cái khái niệm subjective well-being nó có cái tính bao quát rộng hơn so với happiness đơn thuần. Một cuộc sống mà chỉ có hedonia ấy, chỉ có cái niềm vui thú, thì nó sẽ rất là ngọt ngào nhưng mà lại vô nghĩa. Mặt khác, một cuộc sống chỉ có eudaimonia sẽ chỉ có ý nghĩa, sẽ đức hạnh và cao quý, nhưng mà lại nhàm chán và khô khan. Ngược lại, một cuộc sống không có cả hai sẽ chỉ là một cái sự trống rỗng vô ý nghĩa, vô giá trị. Nói tóm lại, một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa ấy, trong quan niệm của tâm lý học tích cực, nó sẽ vừa phải ẩn chứa những cái cảm nhận sâu sắc về đức hạnh và mục đích, vừa phải tràn ngập những niềm vui thú giản đơn thường ngày. Một ý niệm lý tưởng về cuộc sống tuy không dễ để đạt được, nhưng mà hoàn toàn xứng đáng để chúng ta hướng đến. Đó được gọi là The Fulfilled Life, hay một đời sống trọn vẹn. Vậy một câu hỏi quan trọng cần phải được đặt ra là, khi chúng ta khái niệm hóa hạnh phúc như vậy, khi chúng ta tìm cách định nghĩa một cái trạng thái tinh thần phi không gian, phi thời gian, để nó trở thành một cái khái niệm có thể được ứng dụng trong nghiên cứu, thì chúng ta cần phải làm thế nào? Liệu có cái sự sai lệch hay là biến tướng nào trong cái quá trình diễn giải này hay không? Một điều cần lưu ý, hạnh phúc ấy là cái trải nghiệm chủ quan của mỗi cá nhân, nên cũng sẽ rất khó để có thể xác định được những cái cảm nhận này bằng một cái biện pháp đo lường khách quan. Thay vào đó, nó cần phải được nhìn nhận và đánh giá bằng một cái nhìn chủ quan, tức là một cái nhìn từ bên trong. Ví dụ như là với một vài những cái câu hỏi như sau. Bạn hãy thử hít một hơi thở thật sâu, lắng nghe những cái điều mà mình nói sau đây và thử quan sát xem nó gợi ra trong bạn những cái cảm nhận như thế nào. Bạn có thường hay cảm thấy tích cực hay không? Bạn có hay cảm thấy yêu đời hay không? Bạn có cảm thấy hài lòng với những mối quan hệ mà mình có hay không? Ví dụ như là với cha mẹ, với bạn bè và với những người thân khác. Bạn có cảm thấy mình được yêu thương hay không? Bạn có thường hay đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra hay không? Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hay không? Bạn có cảm thấy trân trọng cuộc sống mà mình đang có hay không? Trên đây là những câu hỏi được áp dụng trong nghiên cứu, mình chỉ nêu ra làm ví dụ. Nếu như có thể ước tính trung bình những đánh giá của bạn và quy về một cái mẫu số chung trên thang điểm 10 ấy, thì bạn tự nhận thấy cái sự hạnh phúc của mình đạt ở cái mức độ nào. Cách thức mà những nhà tâm lý học đo lường hạnh phúc của bạn cũng sẽ tương tự như vậy. Đó là việc họ cho phép người tham gia nghiên cứu thực hiện việc tự đánh giá, hay còn gọi là self-report. Phương pháp này đi kèm với tất cả những cái biến số như là tâm trạng ở từng thời điểm, tình trạng cuộc sống hoặc là những cái đánh giá bị biased, nó sẽ có thể tạo ra những cái sai số nhất định.
không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình đưa ra được những cái đánh giá hoàn toàn khách quan. Thế nhưng mà khi một ai đó cho rằng là họ cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta không có nhiều cơ sở để nghi ngờ điều đó. Vì dù sao, đó cũng là cái cuộc sống của họ, và nó phải phụ thuộc vào cái cách mà họ tự nhìn nhận và đánh giá cuộc sống của mình thế nào. Vì cái tính không chắc chắn này mà cũng có nhiều hệ thống đo lường được tạo ra, và mỗi hệ thống cũng đều có thể mang lại những giá trị riêng cũng như là những thiếu sót riêng của nó. Nhưng mà một hệ thống mà mình khá là yêu thích đó là thang đo PERMA của giả thuyết Well-being Theory. Thang đo này được tạo ra bởi tiến sĩ Martin Seligman, cha đẻ của tâm lý học tích cực như là ban nãy mình có giới thiệu. PERMA là một từ viết tắt được tạo thành bởi 5 chữ cái, đó là P-E-R-M-A. Nó đại diện cho 5 nguyên tố làm nên giả thuyết The Well-being Theory. Hay nói cách khác, nó là 5 góc độ khác nhau của sự hạnh phúc. Khi các nhà tâm lý bóc tách cái trải nghiệm tinh thần của sự hạnh phúc, thì họ thấy có 5 cái layer chính. 5 cái yếu tố này lần lượt sẽ là: đầu tiên là positive emotions, hay là cảm xúc tích cực. Cái khái niệm này khá là self-explanatory. Nó nói đến việc chúng ta có thường xuyên trải nghiệm những cái cảm xúc tích cực trong cuộc sống hay không, có hay nuôi dưỡng những cảm xúc ấy bên trong mình hay không. Đó là những khi ta cảm thấy vui, thấy thích thú, thấy hưng phấn, thấy tự hào, hay là thấy yêu thương. Chúng ta có thường dành trọn tâm trí của mình để tận hưởng những cái món quà của cuộc sống ấy hay không. Nó là một cái niềm hạnh phúc theo dạng hedonia. Việc phát triển những cái cảm xúc tích cực này, biến nó thành một cái thói quen trong cuộc sống, sẽ có thể mang lại những giá trị tích cực cả về sức khỏe, đến tinh thần, đến trí tuệ và cả những cái mối quan hệ xã hội. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn trong cuộc đời mình. Mỗi người đều có thể phát huy những cảm xúc tích cực bên trong mình qua một vài những cái hoạt động như là dành thời gian với những người mình yêu thương, tận hưởng một thú vui hay là một sở thích nào đó, hay là tự nhìn nhận và bày tỏ một cái lòng biết ơn với những điều tốt đẹp mà mình đang có trong cuộc sống này. Cái yếu tố thứ hai đó là engagement. Nó nói đến cái mức độ nhập tâm của bạn vào những hoạt động thường ngày. Cái khái niệm engagement có thể được hiểu như là việc bạn có thường hay hòa và làm một với cái dòng chảy của cuộc sống hay không. Bạn có sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hay không? Bạn có hoàn toàn tập trung vào những gì mà mình đang làm ở thời điểm hiện tại hay không? Hay là bạn thường đang làm việc này nhưng mà lại mải mê lo nghĩ việc khác? Yếu tố này bắt nguồn từ một khái niệm rất nổi tiếng trong tâm lý học của tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi, được gọi là flow hay dòng chảy. Khái niệm này mình từng nhắc đến khi nói về sự tập trung, và có thể là mình sẽ đi sâu hơn vào nó vào một dịp khác. Nhìn chung ý, thì nó nói đến chất lượng của nhận thức. Khi bạn vào được dòng chảy, tức là vào được cái trạng thái flow ấy, thì bạn sẽ hoàn toàn dành trọn tâm trí của mình vào công việc bạn đang làm. Bạn tập trung đến nỗi bạn cảm thấy như là mình được nhập và làm một với cái công việc đó. Không gian xung quanh bạn biến mất, thời gian đối với bạn không còn ý nghĩa. Và đó là khi mà những năng lực tiềm ẩn của bạn được phát huy hết khả năng, thậm chí là vượt qua cả những cái giới hạn sẵn có. Nghiên cứu cho thấy là những người thường xuyên phát huy được cái thế mạnh của mình trong trạng thái flow sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chỉ trong vòng 6 tháng. Bởi vì là họ sẽ được sống đúng với năng lực của mình, được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Để có thể tìm được cái dòng chảy trong cuộc sống của mình, bạn có thể bắt đầu từ việc thấu hiểu bản thân và tìm ra những cái thế mạnh riêng biệt của mình. Khi bạn được thực hiện một cái công việc mà mình vừa yêu thích, vừa khai thác được những cái điểm mạnh của mình, thì bạn sẽ dễ dàng vào được dòng chảy. Bên cạnh đó, hãy học cách sống ở hiện tại. Hãy nhận biết một cách rõ ràng và thông suốt những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cái góc độ thứ ba của hạnh phúc đó là positive relationships, hay là những cái mối quan hệ tích cực. Positive relationships bao gồm tất cả những tương tác xã hội giữa bạn và những người xung quanh, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp cho đến cả cộng đồng. Vì sao cái yếu tố này lại rất quan trọng? Bởi vì là con người ấy, về bản chất là một loài động vật xã hội, hay a social animal. Chúng ta không tồn tại một cách độc lập riêng lẻ, mà chỉ tồn tại như là một cá thể trong một mạng lưới những cá thể khác. Con người và xã hội đơn giản là không thể tách rời. Do đó, ấy, trong góc nhìn của tâm lý học, một cái mối liên hệ lành mạnh giữa một người và xã hội sẽ là cái nền tảng không thể thiếu của một đời sống hạnh phúc. Một nghiên cứu dài hơi nhất trong lịch sử về cuộc sống của con người đã rút ra cái kết luận này. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Đại học Harvard trong vòng suốt hơn 80 năm qua. Sau khi quan sát và ghi chép lại cuộc sống của hàng ngàn người, thì họ rút ra một điều là những cái mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn
và có trí óc minh mẫn hơn. Và chất lượng của những mối quan hệ sẽ quan trọng hơn là số lượng. Để phát triển những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống, thì bạn có thể tham gia các lớp học thêm hoặc là những cái cộng đồng mà bạn quan tâm. Hãy thử làm thân với những người mới quen, làm quen với những người mới gặp. Hoặc là bạn có thể mở lời để hỏi thăm một người bạn cũ. Cái yếu tố thứ tư, đó là meaning hay ý nghĩa. Cảm nhận của chúng ta về ý nghĩa trong cuộc sống là rất quan trọng. Seligman cho rằng nó là cảm nhận của sự thuộc về, cái sự belonging, của cái việc cống hiến và phụng sự cho một cái mục đích hay một cái lý tưởng nào đó vượt lên trên chính bản thân mình. Cái ý nghĩa đó nó sẽ có tác động trực tiếp tới cái cảm nhận về giá trị của bản thân. Đối với Seligman thì nó tương đồng với một cái mục đích sống. Khao khát tìm kiếm ý nghĩa là một cái nhu cầu tâm lý cơ bản của con người. Tuy vậy, có thể là mỗi người sẽ tìm thấy ý nghĩa ở những công việc khác nhau. Nhưng mà nó sẽ là cái ánh sáng dẫn đường, sẽ giúp con người vượt qua những cái khó khăn thử thách. Nghiên cứu cho thấy là những người tự cảm nhận thấy ý nghĩa trong cuộc đời mình thường sẽ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống. Để phát triển được cái khía cạnh này của sự hạnh phúc thì hãy tìm cho mình một cái mục đích, một cái lý tưởng để hướng đến. Đó có thể là một cái sứ mệnh nào đó tạo ra được giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Và hãy tìm cách phát huy được những cái thế mạnh riêng biệt của mình trên cái hành trình sứ mệnh đó. Mình từng thực hiện một cái tập podcast về ý nghĩa của cuộc sống. Mọi người có thể tìm nghe nếu muốn bàn luận sâu hơn về khái niệm này. Và cái yếu tố cuối cùng trong thang đo PERMA đó là accomplishments, hay thành tựu mà ta đạt được. Khái niệm này nói đến những quả ngọt trong cuộc sống mà mình đã tự tay gặt hái được một cách xứng đáng. Accomplishments cũng có thể được hiểu như là việc làm chủ được cuộc sống hay là khẳng định được năng lực của bản thân. Nó là nguồn động lực thôi thúc chúng ta hiện thực hóa những tiềm năng của mình, hoàn thành những cái dự án mà mình đã bắt đầu. Nó giúp ta cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống và xây dựng nên một cái sự tự hào lành mạnh với chính bản thân. Thế nhưng mà thành tựu ở đây không có ý nói đến số tiền mà bạn kiếm được hay là những cái tấm bằng, những huân chương mà bạn muốn có, mà nó là thành tựu thuộc phạm trù của đời sống tinh thần. Nó là cái cảm nhận chủ quan của bạn khi hướng đến những cái mục tiêu nội tại, bao gồm cả niềm đam mê, sự bền bỉ trong việc theo đuổi những mục tiêu đó. Để phát triển được khía cạnh này một cách lành mạnh, hãy học cách đặt ra mục tiêu thiết thực. Bên cạnh đó, hãy trân trọng những cố gắng của mình và tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được. 5 tiêu chí trên được đo lường bằng những câu hỏi trắc nghiệm tương tự như lúc nãy mình có nêu ra. Một cái bài test với 23 câu hỏi có thể được thực hiện trên trang web của trường đại học Pennsylvania. Nếu như bạn nghe tập podcast này trên YouTube, thì mình có dẫn một cái đường link làm test ở dưới phần miêu tả. Và bên cạnh 5 cái tiêu chí trên, thì cũng không thể nào không nhắc đến những cái yếu tố tuy nằm bên ngoài phạm vi tâm lý, nhưng mà cũng có những cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Đó là vấn đề về sức khỏe thể chất, với những yếu tố như là tần suất vận động cơ thể, dinh dưỡng và giấc ngủ. Chỉ khi đảm bảo được cả sức khỏe về thể chất lẫn sức khỏe về tâm lý, thì cuộc sống của chúng ta mới có thể trọn vẹn. Để nói tóm lại, 5 khía cạnh của hạnh phúc mà các nhà tâm lý đã chỉ ra, đó là cảm xúc tích cực, sự nhập tâm trong cuộc sống, những mối quan hệ tích cực, cảm nhận về ý nghĩa và cảm nhận về thành tựu. Tất nhiên, hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Việc giới hạn nó trong một hệ thống đo lường sẽ không thể tránh được cái việc làm rơi rụng đi những chi tiết gần gũi hơn, mang tính cá nhân hơn về nó. Có thể đối với bạn, hạnh phúc của bạn nghiêng về một khía cạnh nhiều hơn những khía cạnh còn lại. Thế nhưng mà chỉ với những khung thước đo như trên thì các nhà nghiên cứu mới có thể tìm hiểu sâu hơn về sự hạnh phúc, mới có thể thiết kế những thí nghiệm khoa học để khám phá ra được rằng điều gì giúp gia tăng sự hạnh phúc và điều gì làm suy giảm nó. Những khám phá này mình sẽ bàn tới kỹ hơn trong những tập podcast lần sau. Đây là một chủ đề mà mình sẽ tiếp tục khai thác trong thời gian tới. Nếu thấy những thông tin này hữu ích thì mọi người cũng đừng quên follow kênh podcast của mình để không bỏ lỡ những kiến thức mới. Và cuối cùng thì mình rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những điều mình chia sẻ. Mình hy vọng là những nội dung được mình cô đọng vừa xong cũng đã giúp mọi người hiểu hơn một chút về sự hạnh phúc, cũng như là rút ra từ đó những góc nhìn hữu ích để tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Và cái tập podcast ngày hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi. Nếu cảm thấy những chia sẻ này có giá trị thì đừng quên follow kênh podcast của mình và theo dõi mình ở một số kênh khác như là YouTube, Facebook và Instagram. Nếu như bạn có lòng muốn ủng hộ kênh để có thể giúp mình lan tỏa được những cái thông điệp tích cực này đến được với nhiều người hơn, mình rất mong sẽ được nhận lì xì của mọi người để tiếp tục làm ra những nội dung mới.
Và dù gì đi nữa thì mình muốn gửi đến mọi người những cái lời chúc tuyệt vời nhất cho năm 2022. Một lần nữa, chúc mọi người có một năm mới thật là rạng rỡ, tràn ngập những niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc. Chúc mọi người tạo ra được những cái điểm nhấn thật là đáng nhớ, để mai này nhìn lại, năm 2022 là những cái kỷ niệm đẹp trong câu chuyện của bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau.